cùng quý vị đến với không gian triển lãm đổi mới sáng tạo The Festival 2020. Vô cùng chúc cho các gian hàng sẽ tìm được thương vụ đầu tư. Thưa quý vị đại biểu, năm 2020 là một năm có nhiều biến động và thách thức trên cả thành tích rất là đáng khích lệ trong bối cảnh mà toàn Việt Nam vừa tham gia ký kết sản diện ở khu vực chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII, chỉ số cạnh tranh toàn cầu GCI đều được cải thiện, cũng đã có nhiều bước phát triển đột phá trong giai đoạn vừa qua. Thành nhập đổi mới sáng tạo, hồi đầu mới nổi như hình thành và vận hành các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp tăng lớn, các đơn vị hỗ trợ cung cấp cơ sở vật chất nâng cao năng lực khởi nghiệp đã có tín hiệu cho 20 trong khuôn khổ chuỗi các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học Công nghệ tại Đông Nam Bộ để ươm tạo và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn trọng yếu để phát triển. Do đó, đây cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt là trong cái thời điểm Covid, nhưng mà các cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thế giới. Hôm qua muốn chia sẻ với lại quý vị đại biểu là qua để làm sao có một sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa các cái hệ sinh thái của các cái tỉnh, mà nói chung là các tỉnh thành trong cả nước, và thậm chí là các cái mối quan hệ với là các cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi cũng hy vọng với những cái chính sách ngày càng hoàn thiện hơn thì nó sẽ tiếp thúc cái nguồn lực cũng sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới.